Nói đến đức hạnh, mọi người đều nên chú trọng về đức hạnh. Sở dĩ người khác với cầm thú là vì có đức hạnh. Nếu chẳng trọng đức hạnh thì chẳng nói về đức hạnh, chẳng phân biệt với cầm thú, mà đạo đức là do tu hành thực tiễn tích thành. Bằng không thì dùng chẳng có đạo đức để nói. Tại quê hương Đông Bắc, tôi có một người bạn tri kỷ. Sau anh ta trở thành bạn tri kỷ của tôi? Vì anh ta và tôi là đồng đạo. Khi tôi còn tại gia, đã từng vì mẫu thân thụ hiếu, còn anh ta cũng thụ hiếu mẹ bên cạnh mộ phần. Chỗ khác nhau là khi tại gia thì anh ta là kẻ trộm cướp, trước khi thụ hiếu thì anh ta chuyên môn trộm cướp. Có một lần anh ta trộm cướp đánh lại với họ, chẳng may anh ta thất bại và bị thương. Vết thương điều trị hơn nửa năm mà chẳng lành. Lúc đó anh ta tỉnh ngộ, bèn nghĩ rằng do mình làm việc quấy cho nên vết thương này chẳng lành. Do đó bèn quyết tâm phát nguyện, nếu vết thương này mà lành lại thì sau này tôi chẳng làm trộm cướp nữa, và còn đến bên cạnh mộ của cha mẹ thủ hiếu. Anh ta phát nguyện rồi, quả nhiên chưa được mấy ngày thì vết thương tự nhiên lành hẳn. Do đó mà tiếp tục thụ hiếu, trong khi thụ hiếu có rất nhiều chuyện phát sinh. Này nói ra một câu chuyện cắt thịt để tế trời. Khi anh ta thụ hiếu thì trời mưa cả mấy tháng không ngừng. Anh ta tự nhủ, mùa màng ngũ cốc của dân chúng trồng sắp bị nước mưa ngập lụt chết. Bèn phát tâm vì dân chúng, cầu cho trời hết mưa mà phát nguyện rằng nếu trong vòng 3 ngày mà hết mưa thì tôi sẽ cắt thịt trên thân của mình để cúng dường trời Phật. Sau khi anh ta phát nguyện rồi thì thật là lạ thay, chưa đến 3 ngày thì trời hết mưa. Anh ta bèn thực hành lời hứa của mình, lấy đao cắt thịt của mình. Anh ta cắt thịt xong, vì đau đớn vô cùng nên bị hôn mê bất tỉnh, lúc sau mới tỉnh dậy. Lúc đó có vị huyện trưởng đi ngang qua đó, nhìn thấy khắp nơi đều có máu, tâm nghĩ người này cắt thịt của mình chẳng biết là để làm gì, hay là anh ta bị điên. Bèn hỏi anh ta thì mới biết anh ta vì dân chúng cầu cho ngừng mưa, cắt thịt dân cúng trời Phật. Ông huyện trưởng nghe rồi thì rất hoan hỷ, anh thật là người tốt, có ấn tượng tốt đối với anh ta. Sau đó chẳng biết từ đâu bay đến một con chim nhỏ. Con chim đó kêu rất đặc biệt, kêu rằng làm nhiều công đức, làm nhiều công đức, làm công đức nhiều thì tốt lắm. Kêu như thế rồi bay đi. Cho nên vì sao mà tôi cũng chẳng sợ khổ. 3 ngày làm việc chẳng có chút thời gian xem kinh Phật, còn ban đêm thì vì mọi người giảng kinh, vì muốn làm chút bố thí, dùng pháp để bố thí. Ở nước Mỹ có thể nói là pháp thiếu thốn nhất. Do đó tôi phát nguyện vì các bạn bố thí Phật pháp, dù khổ nhọc tôi cũng chẳng đình công. Ha ha ha, 问什么的说